Hello anh em nha, hôm nay là chủ nhật ngày 30 tháng 7 thì hôm nay có event skill contest anh em nhá. Thì tôi lại lên lại video cho anh em mới chơi game em chơi lâu rồi mà chưa biết nâng skill gì. Thì hôm nay là có Abaku anh em nhá, ở mốc cuối. Ở Cannon thì vẫn như mọi lần bắn 10 lần này. Dùng gian sách là 30.000. Còn gian sâu để nâng unique skill là 20.000. Thì tuần tới là có Abuto anh em này. Đây, tuần tới skill contest nó lại ra nữa rồi. Tuần tới là Abuto nhá, thì tôi sẽ đợi tuần sau để lấy con Abuto này, tại vì tôi thiếu Abuto chứ con Abaku tôi đủ rồi. 5 ngày nữa là nâng sự kiện nâng mũ. Đấy, thì tuần sau là có thể là tôi kiếm được Abuto nữa và sẽ nâng được là Abuto 10 sao sớm thôi. Tại vì lần tới có skill contest đây rồi. Anh em nhớ tích mũ và tích token để làm event tuần tới nhá. Thì hôm nay cái nhiệm vụ nhân 4 lần game là đến hôm nay nữa, tức là hôm nay được 3 ngày rồi, bình thường chỉ được có 2 ngày thôi. Thì anh em lại vào đây mua đồ nhá. Ở đây thì vẫn như tôi thì vẫn mua mũ với cả gian sâu thôi, nhưng mà hôm nay tôi hết game rồi anh ạ, nên là tôi chỉ mua gian sâu thôi, tại gian sâu thì nó hiếm hơn là mũ. Đấy thì anh em cân nhắc để mua đồ nhá. Ở đây thì chỉ có gian mũ và gian sâu là đáng mua thôi, còn nếu mà anh em nào mới chơi mà có nhiều game như đợt trước anh em ra được nhiều bán được dây chuyền nhiều, có nhiều game thì anh em mua sách nữa. Sách này thì rất là quan trọng đấy. Tôi full rồi nên là tôi không mua nữa. Tuy nhiên là anh em mới chơi thì rất rất nên mua, tại vì tôi chơi đến gần 1 năm mà mới mắc sách ấy. Đây cho anh em xem là hôm qua tôi vừa mới có cái huy hiệu chơi được 1 năm xong, đúng 29 tháng 7. Đấy thì anh em chơi được bao lâu rồi thì anh em comment dưới video tôi nhé, xem có anh em nào cùng đam mê với tôi không. Cái nhiệm vụ Mystical Ten này thì tôi không biết lần tới nó lại có lại cái Star Coin này không, thì có khi là đây tôi xem còn nhiệm vụ gì nữa không. Đánh raid mấy trận, còn 20 trận nữa. Khoai phết nè. Thì đấy còn 20 trận nữa tôi được cái token đỏ kia, thì cố gắng quay nốt được xong những cái nhiệm vụ này được có tí à. Đích thì cũng chả được bao nhiêu anh em ạ. Đây còn 6 cái này nữa thì chắc là tí nữa là đủ thôi. Cái này chả được bao nhiêu nói thật. Chỉ có may ra cái spectral token này thì còn được tí này. Còn lại cái token thường kia chán lắm. Cái này đây, hai cái đầu thì tôi nói qua rồi. Skill contest đây thì để tôi nói tiếp về skill contest cho anh em nhé. Dây chuyền Precious Game thì tôi cũng đã nói ở video trước rồi. Dây chuyền lần này màu vàng và dây thủ anh em nhé. Anh em nào nâng thủ thì nên lên, còn tướng công thì không cần. Precious Game thì vẫn ưu tiên 4 cái đầu, tức là cái 500 này, 1.200 này, cái này là 2.400 này, với cả cái 6.000 nếu mà anh em mới chơi. Còn anh em chơi lâu rồi thì không cần mua clan coin nữa, để mà mua bình hoặc là không cần mua cũng được, chỉ cần mua 3 cái đầu thôi. Còn đây cái skill contest anh em nhé. Ví dụ như tướng công của tôi ấy, thì cột skill này là tôi sẽ nâng max hết này, tại vì tướng chính này. Còn cột unique skill thì tôi sẽ nâng quả bom này. Quả bom này tăng 10%, nếu mà nâng 5 trên 5 là tăng 10% cơ hội ra bom hoặc là cái crystal là để nổ toàn bàn chơi ấy. Cái đấy là đầu tiên này. Cái thứ hai là sẽ nâng MP9 này. Còn cái ba thì tôi sẽ nâng đây, cái ba tôi sẽ nâng cái teamwork này, ở cái mục balance này nha anh nhá. Thì cái này nó tăng được 15% cơ hội là ra được 20% mana cho team mình. Còn nếu mà đối với tướng gian đấy, tướng Slayer hoặc tướng mảnh thì anh em sẽ nâng cái Archer Hell này. Cái này thì ví dụ như con Donigo này, thì ví dụ như một số tướng Slayer như Donigo này, tướng mảnh này, thì anh em sẽ nâng bom này, anh em sẽ nâng Archer Hell này, cả thêm teamwork nữa, tại vì skill của nó phát đấy, nên là dùng ba cái đấy nó sẽ khá là lợi đấy.
Tùy vào tình hình. Còn nếu mà tướng thủ hẳn đấy, như kiểu là sinh này, hoặc là dơ hát nhé. Con dơ hát này thì tôi để đi công nên là tôi nâng quả bom. Còn nếu mà anh em đi thủ ấy thì anh em đây tôi lấy sang con khác. Nếu mà con đấy mà anh em đi thủ thì anh em sẽ phải nâng ba cột là cột thủ. Để tôi xem con nào chưa full. Đây, nếu mà tướng thủ thì anh em sẽ nâng ba cái này, no time to die này, cái này để 4% cơ hội là không bị chết trong một turn. Cái này nên 5 trên 5 thì có 20% khá là nhiều đấy. Cái này là 5% cơ hội là hồi sinh này. Cái cuối này thì 15% cơ hội gây thêm 50% sát thương. Hoặc là thủ thì có thể nâng hai cái cuối này là cái no time to die và second chance. Cái cuối cùng là teamwork. Đấy, tôi thấy ba cái đấy lợi, chứ còn cái no mercy này, cái này cùi. Rồi, anh em chú ý xem kỹ video của tôi nhé để nâng passive skill cho đúng. Nếu tại vì passive skill này reset khá là tốn nhiều game ấy, thế nên là anh em chú ý xem kỹ để nâng đúng ngay từ đầu thì mình sẽ đỡ tốn tài nguyên hơn. Cái event lần trước thì tôi không ra được dây chuyền nào nên là khá là ít game. Lần này nó ra cái gói mấy cái PC game thì ngon quá nhưng mà không ăn được, hơi tiếc. Nói chung là giàu thì nó dễ mua đồ, chứ còn nghèo thì khó mua đồ á. Nhưng của tôi hôm nay là còn tí game thôi. May mà nó ra được 20 token. Bây giờ tôi cũng hơn 700 token rồi, đủ 3 vòng rồi. Thì tuần sau là chắc là đủ 900 đấy. Đây, hôm nay tôi được 714 rồi. Thế là ok rồi. Đợi tuần sau nữa là tôi đủ token thôi. Đủ 960 token làm 4 vòng là ok rồi. Còn cái Star Coin này chắc là hôm nay tôi sẽ đánh raid một lúc nữa đổ thì đủ 50 trận thì quay nốt để đổ cái Star Coin này. Chắc là lại lấy mấy bình, lấy mấy cái đồ artifact ở đây. Đây, ở đây thì tôi thấy mấy đồ rẻ chỉ có cái artifact này thôi. Này, cái này lấy cũng được, hai cái này đều lấy được. Mấy cái hòm ở dưới thì khó lắm, không đủ star để mà lấy chứ. Không biết lần sau nó có ra star không. Có khi là có thể xem Star Coin để mua đồ trong Mystical Ten Event. Không biết lần tới nó có ra được không. Chứ còn nếu mà một lần mà ra được có tí bọ này thì tôi thấy nó cũng không đáng. Kể cả mua 6 lần đi, 6 lần là 210. 6 cái hòm này thì cũng coi như rác. Chắc là để đợt tới tích đủ 625. Được rồi, để tôi thử lên nhóm hỏi xem có tiếp được tới lần tới không. Đấy, thì anh em xem lại video lần này thì có câu hỏi gì về skill contest để nâng tướng thì anh em cứ comment ở phía dưới video thôi nha. Chúc anh em một tuần vui vẻ nha. Xin chào.